cũng lại lên. Excuse me. Tư nhân hóa là nó có cạnh tranh không? Mọi người ơi, mình đang trên đỉnh núi Bà Đen nhá. Đỉnh núi Bà Đen ở Tây Ninh, ở trong bang Tây Ninh. Hôm nay mây mù nhiều lắm, thế nên là không nhìn thấy được tượng của ngài. Cái tượng to đùng đấy mà không nhìn thấy gì luôn. Đây, ta đang trên đỉnh núi Bà Đen. Đây là hai ông bạn này đang chào đi Minh ơi. Hai ông bạn đẹp trai với nhau nào. Ở đây mà trưa này là lạnh đó. Mây nó che kín luôn rồi. Cả... lên trên đỉnh kia kìa, đi đây xong ra cái khung kính này nhìn đẹp lắm. Rồi, ok. Đây là núi Bà Đen nhá mọi người, vào gõ vào Google để tìm hiểu về lịch sử núi Bà Đen. Lần đầu tiên mình đi á. Đây tượng bà đây này, nhưng mà hôm nay mây mù che chín không nhìn thấy gì hết. Không nhìn thấy được tượng bà luôn. Mọi người ơi, vẫy tay chào nhau cái nào. À đây cho chụp cho tớ nữa mới. Tớ lại quay bạn đang chụp luôn này. Đây vô đây tỉnh Đúng ơi. Nhà anh đi chụp ơi. Vô đây tỉnh Đúng ơi. À nhờ anh bạn chụp cho tớ đây được không? Gửi qua. Đây yên. Vậy đi. Vô nhanh. Vô nhanh coi. Nhà người ta chụp. Đấy, được rồi ạ. Chụp hình lại đeo khẩu trang gì. Bạn nghe để chỉnh cung cho nó đẹp cái đã nha. Rồi, ok đấy. Cảm ơn nhà nhiếp ảnh quan tâm nhá.
đồng đấy. Từ từ nha, phải lấy thêm vài cảnh nữa. Đúng rồi, đúng rồi, mọi người ơi, lấy thêm vài cảnh này đi mọi người. Thầy, 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 go, go. Chọn được đúng người nhà nhiếp ảnh quan tâm rồi. Thả chim, thả chim, thả chim, thả chim, thả chim. Từ từ nha.